Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường. Lời dạy cuối đừng quên, Phật hiện thân ở đời. Chúng ta tìm hiểu nội dung Đắc Luật Nghi. Nói về Đắc Luật Nghi á, trong trường hợp nào và nó đắc như thế nào, những vấn đề này chúng ta thấy được các bậc tổ sư đã chắt lọc lời dạy của Phật và giải thích một cách rất là tường tận đầy đủ. Đây là một điều hết sức may mắn đối với chúng ta khi chúng ta tìm hiểu về nội dung này. Thứ nhất là tỉnh lự và vô lậu. Những luật nghi này được thủ đắc như thế nào? Tỉnh lự là chúng ta hiểu về thiền, phải không? Và vô lậu là trạng thái không còn rơi rớt nữa. Những điều này, những luật nghi này, nó được thủ đắc như thế nào? Có một bài kệ rất là ngắn để giải thích một cách tóm tắt. Định sanh đắc định địa, đạo sinh bởi thánh ấy. Luật nghi biệt giải thoát, đắc do người khác truyền. Và chúng ta thấy các ngài giải thích từng phần cho chúng ta hiểu. Thứ nhất là đắc tâm tỉnh lự địa hữu lậu. Địa hữu lậu là gì? Tức là chúng ta ở trong cái địa vị còn rơi rớt, chưa phải là diệt tận định. Đắc cái gì? Đắc cái tâm hướng gì? Tâm tỉnh lự, tức là ý chí cho là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, phải không? Đó là những cái loại thiền mà tâm tư nếu như không được gia công, gia hành thì nó sẽ rơi rớt xuống. Nó không có trú mãi như vậy. Cho nên, còn nếu như một vị diệt tận định A-la-hán thì tâm ấy nó sẽ an trú vĩnh viễn. Còn nếu như mà đắc tỉnh lự ở cái địa hữu lậu á, tức là còn trong cái phạm vi của phàm phu, định sanh hỷ lạc, ly sanh hỷ lạc, ly hỷ diệu lạc, hoặc nói cách khác là ly dục ly ác bất thiện pháp mà đạt được gì? Đạt được sơ thiền. Rồi thứ hai là gì? Là nhờ thực tập công phu thiền định á, lìa bỏ tầm tứ mà đạt đến gì? Nhị thiền. Và ly hỷ thì sao? Ly hỷ đạt được cái diệu lạc bồ đề, đây gọi là tam thiền. Những cánh này gọi là địa hữu lậu, căn bản hay là cận phần. Chúng ta hiểu chữ cận phần là rõ nhất. Cận phần là gần. Cận là từng phần đang tiến tới gần. Bây giờ đắc luật nghi tỉnh lự, tức là đang đi vào trong sơ thiền, là nó đắc một cái phần tỉnh lự của sơ thiền. Và cái biểu hiện luật nghi tỉnh lự của sơ thiền nó khác với nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Ở đây chúng ta hiểu như thế nào về lời dạy này? Luật nghi nó như là phép tắc, nó như là một cái tư cách hành động hay là lối sống. Lối sống của một người ly dục, ly ác, bất thiện pháp. Lối sống người này, họ vẫn còn nhiều cái suy nghĩ, biểu hiện, cử chỉ, thân thể của họ còn hành động, làm việc, suy nghĩ, nói năng này kia. Được chưa? Đây gọi là gì? Là tỉnh lự. Chúng ta hiểu rằng là
là những cái tính lợi luật nghi như vậy á, là cái biểu hiện, là cái nhân phẩm, là lối sống. Nếu như ở trong sơ thiền thì người này vẫn còn những cái suy nghĩ, nhưng họ không có suy nghĩ ác, họ làm, họ không có làm điều ác, và họ có nói, họ không nói lời ác, hiểu không? Còn cái luật nghi của một người chứng nhị thiền là làm sao? Một người chứng nhị thiền họ có đi khất thực không? Họ đang ở trong nhị thiền họ đi khất thực không? Hả? À đúng rồi, đang ngồi thiền sao đi người ta sao đi khất thực? Như là đã hiểu bài, đã hiểu bài phải không? Thì vậy định sanh hỷ lạc là họ ngồi im ru. Cho nên cái biểu hiện oai nghi, cái luật nghi của một người mà nhị thiền là họ ngồi im ru. Còn một người mà sơ thiền họ còn đi lại, họ còn cái tư duy, suy nghĩ. À, còn mà họ im nhưng mà họ vẫn cố nhiếp tâm vào an trú. Họ rời khối là gì? Họ rời khối là tính lự, rời khối tầm tứ rồi phải không? À, mà không tầm không tứ là nhị thiền phải không? Nhưng mà tâm của họ gì? Vẫn còn biểu hiện những cái nét là nhiễm hỷ. Mới định thôi, hỷ nó sinh khinh an nhẹ nhàng sinh ra. Nhưng mà nó chưa sâu hơn, đến cái chỗ là vượt khối nhiễm hỷ, là vượt khối tám thiền thì vô tứ thiền. Mỗi cái biểu hiện luật nghi của mỗi cảnh giới khác nhau. Nắm được chưa? Nắm được ý này chưa? Và khi mà tâm đạt đến tỉnh lự tới mức nào thì luật nghi nó sẽ biểu hiện tương xứng ở mức đó. Ví dụ như một người không tử tế, bảo rằng người đó có nhân phẩm tử tế là sao được, đúng không? Tại vì cái tâm của họ nó như vậy thì cái biểu hiện của nó như vậy. Cho dù anh có giải thích rằng anh có chứng đạt như thế nào là chuyện của anh, những biểu hiện của anh tới như vậy thì nó thể hiện đầy đủ những cái gì mà bên trong đó anh đạt được. Nó tương xứng với nội tâm của người ấy. Biểu hiện bên ngoài, biểu hiện bên ngoài nó tương xứng với nội tâm người ấy đạt được. Cho nên vì nó câu hành với tâm, tức là cái oai nghi thể hiện của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền là luôn câu hành với tâm. Cho nên tâm như thế nào thì biểu hiện của người đó như vậy, biểu hiện ra bên ngoài được gọi là luật nghi. Hiểu chưa hả? Rồi tới trường hợp thứ hai là trường hợp đắc luật nghi vô lậu, là bởi chính vị thánh ấy khi đắc định địa vô lậu. Nói tới vị thánh là chỉ rằng đây là một vị đã gì? Đã chứng thánh, là đã đạt được cái gì? Vô lậu, đã đạt được cái quả vị thánh. Và một người mà đã đắc được cái quả vị thánh thì biểu hiện của họ tương xứng với cái quả vị họ đắc được. À, và trong đó có 6 định địa vô lậu, 4 căn bản tỉnh lự, vị trí định và trung gian. 4 căn bản tỉnh lự là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Trí định đã đạt đến cái gì? Đến là A-la-hán lậu tận đó. Và cái trung gian tức là giữa cái tứ thiền á, đi lên tới A-la-hán. Hiểu không? Thì đây gọi là vị trí định và trung gian. Nó có 6 trường hợp như vậy đều nằm ở trong cảnh giới vô lậu. Nói chưa? Đấy, biểu hiện của một người chứng đắc vô lậu nó như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng là khi tâm của người nào đắc đến cái quả thiền nào thì biểu hiện của nó sẽ tương xứng với cái quả vị mà họ đắc được. Đây gọi là tỉnh lự và vô lậu, nó khác nhau như vậy. Và biểu hiện của nó như vậy. Nắm được chưa? Nắm được rồi. Bây giờ chúng ta đi qua phần thứ hai trong nội dung này, đó là biệt giải thoát. Đắc luật nghi biệt giải thoát cho người khác truyền thông, tức là người này truyền thông cho người kia và người kia cũng truyền thông cho người này. Chẳng hạn như các vị đến thọ bát quan trai, các vị đắc được biệt giải thoát luật nghi của bát quan trai. Biệt giải thoát luật nghi của bác con trai một ngày một đêm, với một đời sống tuân thủ 8 giới, viễn ly 8 điều xấu đó. Và ở trong bối cảnh mà đắc như vậy, biệt giải thoát như vậy á, thì nó đắc như thế nào? Cái trạng thái nó đắc như thế nào? Nó đắc là do gì?
do người truyền thông cho người này và người kia cũng truyền thông cho người này. Câu này chúng ta thấy lượm thượm có hiểu không? Cho một ví dụ giới hiếu này. Ví dụ như bây giờ các vị không có khởi cái tâm niệm rằng là kính bạch đại, kính bạch thượng tọa giới sư, chúng con là chúng bác quan trai trú xứ tại Bồ Đề Phật Quốc, thấy không ạ? Hôm nay con xin phát nguyện tại bác quan trai như thế nào đó, thì ít nhất là các vị phải cứu ra một người đại diện đứng bạch, và những người kia cũng đồng chung một cái tâm niệm đó. Cho nên đây gọi là gì, là có một người nối thay cho, thì lúc đó cái vị thầy giới sư đó họ lãnh hội cái lời thưa đó. Như vậy thì cái truyền thông giữa người thọ giới truyền cho người gì, truyền đến người truyền đến cho giáo sư, phải không ạ? Rồi giáo sư mới tiếp nhận cái lời truyền đó, tiếp nhận cái lời thưa đó, bắt đầu giáo sư vận dụng cái tâm truyền giới và bắt đầu truyền cho người này. Như vậy thì nó là truyền thông từ người này ngược lại cho người kia, hiểu chưa hả? Cái tính truyền thông của nó là phải hai chiều, nó mới đắc được cái luật người giải thoát. Còn nếu như mà một người tự nhiên á, là thầy đứng á, thầy nói là giới thứ nhất như chư Phật suốt đời không có sát sanh, các vị có giữ được không? Thầy đi ngân ngang là cái thầy nói vậy đó. Hả, có ai đắc không? Không, không có truyền. Tại sao? Vì đơn giản là cái người kia họ không truyền thông tới mình. Thì mình có truyền thông đi nữa thì họ cũng không nhận được cái tín hiệu đó. Hiểu không ạ? Cho nên là phải cả hai, là một người truyền qua, một người truyền lại. Nhưng mà trước tiên là cái người thưa trước. Người thưa trước là phát nguyện cái ý chí như vậy, cái khởi nguyện như vậy là truyền một cái thông điệp đi. Rồi cái vị giáo sư nghe được cái thông điệp đó, bây giờ vị giáo sư mới truyền lại, thì rõ ràng đó là cái tính truyền thông hai chiều. Hiểu chưa hả? Và ở trên cái cơ sở truyền thông hai chiều như vậy, nó sẽ đắc luật nghi biệt giải thoát. Nó sẽ đắc luật nghi biệt giải thoát. Mà đắc luật nghi biệt giải thoát ở trong cái điểm nào nữa? Có lẽ rằng hôm sau chúng ta nói thêm một chút, nhưng mà hôm nay tại bật mấy chút xíu cho các vị nghe thêm. Tức là ví dụ như các vị ăn trưa rồi các vị đi thọ giới, nó có đắc giới không? Hả? Đó. Tại sao không? Tại ăn rồi. Đó là lý do, tại ăn rồi cho nên là không có đắc, phải không? Hả? Bác quan trai khi các vị ăn trưa rồi các vị đi thọ giới có đắc giới không? Hả? À, đó thấy chưa? Mới nợ đó. Đó, nó có hai cái lỗi xảy ra. Tức là cái nội dung là ngày mai mình học đấy. Nhưng mà hôm nay chứng tỏ là không ai đọc sách hết. Cho nên thầy hỏi không có biết gì cả. Thực ra nó có trường hợp đắc và trường hợp không đắc. Trường hợp đắc là trường hợp nào, không đắc là trường hợp nào? Không đắc là trường hợp là người đó ăn trưa rồi đi thọ giới là không đắc. Nhưng mà cái nhân gì vậy phiền ấy. Nhưng mà tuần trước người đó có một ý nghĩ là ngày tối giờ đó là mình sẽ đi thọ giới. Mình có cái ý nghĩ đó trước, từ tuần trước đã có quyết định trước rồi, nhưng vì cuộc sống nó bức bách quá ư bận rộn quên mất, thành ra tới buổi trưa mình ăn xong rồi tự nhiên mình mới nhớ lại. Thì trong lúc đó mình chạy đi thọ giới thì lúc đó vẫn đắc giới. Là vì sao? Bởi vì cái tâm của người này nó cực kỳ tàm quý, mặc dù họ ăn nhưng mà cái tác dụng ăn đó nó không có là vấn đề đối trong tâm họ nữa. Mà tâm của họ là cực kỳ tàm quý, bởi vì lần trước mình đã hứa rằng ngày hôm nay mình thọ giới mà tại sao như thế này. Thì nhờ cái tâm tàm quý nó nổi lên, thiện phước nó tăng lên, và do vậy họ thọ giới vẫn đắc giới. Nhưng trước đó mà họ không có cái kỳ nguyện, không có phát nguyện trước thì họ không đắc giới. Còn nếu như các vị mà thông minh một chút, các vị sẽ hiểu rằng ấy, là ở trong trường hợp mà tăng bạch tứ yết ma xong rồi, cái người đó họ mệt quá họ ngủ, ví dụ như ở trong trường hợp mà đại giới đàn, họ vẫn đắc giới. Là vì sao? Bởi vì họ có kỳ nguyện trước đó. Cái quá trình mà họ vượt đường xa xa xôi, họ học kinh, học luật, họ cần cầu giới thể nhiều ngày rồi. Cái tâm họ nó khát khao, nó mạnh mẽ rồi. Thành ra lúc đó, nhất thời họ bệnh hoặc là cơ thể họ nó suy kiệt thế nào đó, hoặc nó mệt quá, họ ngủ đi.
thì họ vẫn đắc. Bởi vì nhờ cái sức kỳ nguyện này, hiểu không ạ? Cho nên từ đó mà chúng ta liên tưởng là cái kỳ nguyện là do cái tâm tàm quý muốn chứng đắc được thánh giới. Những cái yếu tính mà nhỏ nhỏ như vậy á, chúng ta phải học ở trong đời chúng ta mới thấy. Nhưng mà vâng. À, đi thọ à, thầy hiểu rồi, đi thọ giới đâu phải là tới đây mới thọ, mà các vị thọ chỗ nào cũng được, ông thầy nào cũng được, bất cứ một vị sa di nào mà đang đi ngoài đường, các vị đứng ở trước mặt các vị coi như xin quỳ gối và xin chuyên thợ thọ giới, và các vị lập theo những điều mà vị sa di đó tuyên bố, các vị vẫn đắc giới, hiểu không? Chứ đâu phải là nhất định buổi sáng là các vị tới chùa mới là đắc giới. Cho nên chúng ta hiểu cái truyền giới và nghi thức của nó là có khác do văn hóa, nhưng mà phải là có một người truyền và một người phát nguyện lãnh thọ thì nó sẽ thành. Còn cái nghi thức biểu hiện như thế nào đó là cái chuyện khác. Theo thói thường thì buổi sáng là đi thọ, nhưng mà ở trong trường hợp á là người đó họ quên, và tới trưa họ chạy tới họ xin thọ, họ ăn rồi họ xin thọ vẫn đắc giới, nhưng trong trường hợp là trước đó một tuần họ đã nghĩ rằng là ngày đó họ thọ giới, họ quyết chí thọ giới rồi. Nhưng mà giờ cuộc sống nó khốn khổ quá, nhiều thứ đa đoan quá, họ nhất thời quên đi. Thầy muốn nhắn mình ở chỗ là cái tâm tàm quý nó biến thành động lực đắc giới, hiểu chưa hả? À, cho nên cái giới đây là gì? Để giữ mình ở trong cái sự giải thoát chứ không có gì hết á. Và từ đó mà do tâm tàm quý cho nên mình giữ mình rất là cẩn thận, thành ra mình đắc được cái đặc biệt giải thoát. Như vậy thì nó vẫn phải giữ đúng 24 giờ hôm sau. Thì buổi trưa hôm nay thọ thì tới trưa hôm sau nó sẽ hết, hiểu không? À, còn người ta dạo buổi sáng thì sáng hôm sau 24 giờ, cái vấn đề là khác. Nhưng ở đây thầy muốn nói rằng là đắc hay không đắc, trong trường hợp mà ăn trưa rồi thọ đắc hay không đắc. À, cho nên nó là các vị không dám trả lời, cả người nó không đắc. Tại sao? Vì do vinh vào cái lỗi là ăn rồi. Chúng ta sai thấy đâu có liên quan chuyện ăn, miễn là sao cái tâm á. Còn ví dụ như các vị biết rằng là ngày đó mình đi thọ giới và thầy nói rằng á là mình tàm quý, mình đắc, thì sáng mình cứ ăn rồi mình tàm quý. Hả? Có tàm quý không? À, như vậy thì không có tàm quý nghe. Kêu đó là không phải tàm quý đâu nghe. Cho nên làm sao đó tôi sáng tôi ăn xong rồi tôi tàm quý. Như vậy là không được. Cái tàm quý nó là tự nhiên nhá. À, cái tâm tự nhiên cái làm sao mà nó cố ý như vậy mà tàm quý được. À, cho nên nó là đừng có bắt bế. Thầy đâu có nói đi khất thực không đúng. Ồ, cái này khác, cái này là gọi là tính lự và lô vô lậu. Còn đây là biệt giải thoát mà cô. Dạ, cái câu trước đây này. Một thầy hỏi này nghe cô là khi cô đang chứng nhị thiền, tức là ở trong cái định, thì lúc đó cô có ăn không? Ai ngồi cho cô mà cô ăn? Đúng không? Cho nên mình ăn là mình phải khỏi ý nghĩ ăn, rồi mình mới đi kiếm đồ ăn, rồi bỏ miệng nhai, chứ còn mình đang ngồi thiền mà sao ăn? Thì đương nhiên tại con nghĩ thầy hỏi là nó có đi khất thực không? Thì không, cô nghe không kịp, tại vì cái phim nó qua mấy màn rồi. Và cô còn ở cái màn trước, thành ra cô không hiểu gì hết. À, phải theo kịp nghe, phải nhắc tâm theo. Chứ thầy nói tới chỗ đây rồi, cô còn lang thang ở chỗ thuốc ở sau đó. Thành cô hối thầy giật mình, thầy không biết tôi nói sai chỗ nào nữa. Cho nên đoạn trước là chúng ta đang tìm hiểu là đắc tâm tỉnh lự, hoặc là gì? Là đắc luật nghi vô lậu, là phân biệt cái chỗ đó. Đắc cái tâm tỉnh lự là khi mình chứng ở trong mắt thiền, thì tự nhiên cái tâm nó đắc theo. Còn á, đắc luật nghi vô lậu là trường hợp nào? Trường hợp trong tâm đắc được á là sự vô lậu, thì luật nghi vô lậu nó biểu hiện ra, hiểu không ạ? Ví dụ như Đức Phật đâu có ai truyền giới cho Ngài, nhưng mà khi Ngài đắc được vô thượng chánh đẳng chánh giác thì tất cả cái biểu hiện của một vị đẳng chánh giác tự nhiên nó bộc lộ. Oai nghi phạm hạnh lục tích mô phạm là tự nhiên nó đầy đủ, hiểu không? Còn mình thì ngược lại, thì mình phải nhờ cái khuôn mà Ngài giáng ra, rồi cái mình rập khuôn cái thân mình lên đó, cái miệng mình lên đó, thì là thân và ngữ nó thanh tịnh, thì là tâm bên trong nó được nhiếp phục theo, và từ đó nó cũng chứng đắc thanh tịnh ngang với những gì mà Phật chứng. À, cái vấn đề nó ở chỗ này.
Thành ra nói tới cái chuyện là biệt giải thoát á, là chúng ta phải hiểu rằng nó là cái trạng thái từ người này truyền cho người kia, tức là từ người này phát nguyện nói cho người kia biết và người kia truyền cho người này, là nó là một sự truyền thông hai chiều, phải có cái yếu tính này. Rồi ở trong trường hợp mà có hai trường hợp đắc á, là đắc từ tên già và đắc từ gì, từ cá nhân, tức là tên già. Tên già á nghe là một đoàn thể chứ không phải tên trẻ, nghe không? Tên già mới đắc, còn trẻ không đắc. Đắc từ gì? Từ tên già. Tên già tức là một cái tập thể tên, một đoàn thể tên. Có trường hợp đắc từ cá nhân. Ở trong trường hợp nào mà đắc từ tên già? Đó là giới luật nghi của gì? Của tỳ kheo ni và thức xoa. Nó là phải có tam sư thất chứng. Đắc từ một tập thể. Chứ không thể nào một người mà có thể tác chứng điều này được. Còn đắc từ cá nhân là trừ giới tỳ kheo ni và thức xoa, thì chỉ cần một người truyền là được. Những cái giới khác như là năm giới, phải không? Như là bát quan trái, như vậy thì được gọi là gì? Được gọi là đắc từ một người, được cá nhân. Hiểu chưa hả? Trong luận này chia ra, phân tích ra cho chúng ta nhận thức rất là rõ ràng. Nhờ học này mà chúng ta hiểu sâu sắc hơn. Các vị sớ thích luật á, sớ thích là những cái vị mà giải thích trên luật á. Sớ thích ấy, là giải gọn hay là giải rộng trên luật, thì nói rằng có 10 trường hợp mà đắc cụ túc giới, tức là đắc giới cận, đắc giới gì, đắc giới tỳ kheo ni mà gọi là viễn ly toàn diện á, thì nó bao gồm là những luật nghi gì, đắc trường hợp nào? Đó là đắc tự nhiên như là Phật và Bích Chi. Bích Chi không có thầy, cho nên vị tự chứng đắc giác ngộ này á, thì bao nhiêu cái luật nghi phạm hạnh nó sẽ hiện ra đầy đủ. Còn cái trường hợp mà Đức Phật thì bao nhiêu luật nghi của phạm hạnh nó hiện ra đầy đủ. Trường hợp thứ hai đó là trường hợp mà nhập chánh định tụ đắc. Tức là lúc bây giờ Đức Phật chưa có truyền giới gì cả, chưa có truyền giới gì cả, nhưng mà lúc đó là năm anh em Kiều Trần Như á, khi gặp Phật và chỉ nghe Đức Phật, thấy Đức Phật trang nghiêm thanh tịnh, cái tâm của các ngài tự nhiên nó cũng trang nghiêm thanh tịnh theo. Trong lúc này gọi là gì? Là chứng sơ quả Tu Đà Hoàn. Tự nhiên chứng ngay lập tức, ngay lúc đó, cho nên gọi là nhập chánh định, chánh định tụ mà đắc. Được chưa? Đó là trường hợp của năm anh em Kiều Trần Như. Sau này không có trường hợp này đâu. Tại sao mà thầy nói như vậy? Là bởi vì thần lực của Phật. Mặc dầu Phật không nói gì cả, nhưng mà nhờ thần lực của Phật. Cũng giống như là mình gần một cái vị mà có tâm thanh tịnh, bình an, thì tâm mình tự nhiên nó thấy nó cũng an ổn theo. Mặc dù họ không nói gì cả, họ cũng không làm gì cho mình hết, nhưng mà tự nhiên cái tâm mình thấy nó an ổn theo. Trạng thái này là trạng thái chiêu cảm từ sự thanh tịnh của Phật mà các vị đắc quả, đắc giới. Tiếp theo, trường hợp thứ ba là trường hợp Phật gọi, chẳng hạn như là thiện lai tỳ kheo, tức là lại đây tỳ kheo. Trường hợp của gia xá và các vị khác, tức là mấy chục người bạn của gia xá. Đức Phật nói là thiện lai tỳ kheo, lại đây tỳ kheo. Vậy là các vị này á, là họ hoát nhiên, họ thành tựu tất cả những cái luật nghi cần thiết. Rồi, trường hợp thứ tư là trường hợp nhận Phật làm thầy. Đó, trường hợp này nó miêu tả như thế nào? Đó là Tổ Đại Ca Diếp á. Ngài Đại Ca Diếp, ngài có cái phước báo to lớn. Tương truyền khi ngài lấy cái tượng nào là tượng nó bớ làm hai. Những cái tượng mà xoan xoan á, là lấy á, là nát ra. Tại vì sao? Bởi vì cái oai thần to lớn của ngài, nó khiến cho cái tượng nó không đủ sức nhận cái lễ của ngài. Và khi gặp Đức Phật thì lúc đó ngài cũng muốn lạy Phật mà ngài quá ngại. Ngài sợ lạy Phật thì làm tổn hại cho cái thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ mà ngài thấy ngài cung kính. Phật hiếu trong tâm, cho nên Phật nói rằng á, Đại Ca Diếp hãy lễ Như Lai. Thì lúc đó ngài Ca Diếp mới lạy xuống và ngẩng đầu lên thấy Phật không có sao hết. Thế nên là lúc đó là ngài kính trọng vô cùng, và cái tâm ngài tự nhiên là khứa hợp. Thành ra ngài mới nói á, là ngài là thầy của con, cho nên gọi là nhận Phật làm thầy. Trường hợp này là trường hợp của ngài Đại Ca Diếp.
Lúc đó là cũng gì? Cũng đắc đầy đủ luật nghi. À, trường hợp này kỳ diệu phải không? Trường hợp thứ năm là trường hợp khéo trả lời như là Tô Đại Di. À, chúng ta biết rằng á, là Tô Đại Di Phật hỏi cái gì trả lời cái đó. Phật hỏi gì trả lời đó. Hỏi trả lời ngon lành. À, như hồi xưa tại có ông chú Tiếu Phật hỏi là tại sao con đi xuất gia? Tại vì con thích. À, xuất gia lớn có vợ không? Nó có. Tức là gì? Tức là trả lời ngon lành như vậy á mà không thể nào đắc được phải không ạ? Tại vì sao? Vì nó cái tâm nó là cái tâm phàm phu mà cứ nói không biết mình nói cái gì. À, còn ở đây là Tô Đại Di đã biết rõ trong tâm đạt được chánh lý, cho nên Phật hỏi cái gì biết cái đó, và từ đó Phật mới xác định rằng là vị này đã đắc được đầy đủ luật nghi vô lậu. Rồi trường hợp thứ sáu là do chấp nhận tám pháp tôn trọng như là Đại Sanh Chú. Đại Sanh Chú là tên gọi khác của Di Mẫu Mahabhasapa Đề, là người mà thay mẹ của Phật nuôi nấng ngài từ lúc còn nhỏ, cho nên người ta tôn xưng là Đại Sanh Chú. À, là trường hợp này là trường hợp mà bà cung kính nhận lãnh tám kinh pháp. Khi tâm bà nhận lãnh tám kinh pháp thì lúc đó bao nhiêu cái luật nghi thanh tịnh nó đều hiện ra. Đây cũng là một điểm mà chúng ta lưu ý, là người chỉ cần thọ trì trọn vẹn bát kinh pháp thì luật nghi của một vị cụ túc ni cũng đầy đủ trong này. Hay như vậy đó. Nhưng có người không hiểu sâu chỗ này, thành ra nói rằng là gì? Là bỏ bát kinh pháp đi. Bỏ bát kinh pháp đi mà giữ trọn tỳ kheo ni thì cũng như nhau thôi. Tại vì bát kinh pháp nó như là gì? Đại ý của luật tỳ kheo ni. À, thì bỏ cái đại ý làm gì? Cho nên chỉ cần giữ đạo ý là cái tóm tắt nhất, cái đơn giản nhất, cái mà dễ hiểu nhất, mà giữ nó thành tựu thì 348 giới của cụ túc ni sẽ có đầy đủ trong đó. Thành ra do vậy mà Di Mẫu Mahabhasapa Đề bà nói rằng bạch Đức Thế Tôn, tám kinh pháp như là vòng, như là gì, như là những đóa hoa anh lạc tạo thành một vòng hoa anh lạc trang điểm cho ni chúng chúng con. À, cái tâm của bà nó hân hoan như vậy, nó thành tựu như vậy, vì tất cả những cái điều này là nét đẹp kỳ diệu của một người phụ nữ. À, và khi thành tựu như vậy nó biến thành thánh hạnh của một vị giải thoát. Trường hợp này á, là đắc luật nghi, hiểu chưa hả? Chúng ta học để chúng ta thấy có những điều mà khi mà tu tập mà không có nắm vững kinh luật và luận á, chúng ta giải thích loạn xạ hết. Tại vì có những trường hợp người ta nói rằng á, là bát kinh pháp cũng do phải Phật nói đó. Nếu như đọc chỗ này thì tự nhiên không dám nói như vậy, hoặc là hiểu chỗ này thì không dám nói như vậy. Bởi vì sao? Vì do chấp nhận tám pháp tôn trọng mà đã đắc luật nghi rồi. Như vậy thì luật nghi của tỳ kheo ni là đúng là nằm ở trong tám pháp này thôi. Vậy thì tại sao bỏ nó? Và trong khi bỏ nó mà giữ 348 giới thì bỏ nó có ý nghĩa gì đâu? Đúng không? Cho nên giữa cái này bỏ cái này, tại hai cái này nó bằng nhau, một cái thì đại ý cùng một cái thì mở rộng, mà giữa cái mở rộng thì đại ý tự nhiên nó có, mà thấu hiểu đại ý thì tự nhiên mở rộng nằm ở trong, thành ra tại sao phải bỏ? Nhưng mà khi không thấu hiểu, cho nên tại thưa quý vị, khi chúng ta không học luận tạng này á, chúng ta không hiểu đúng hết lời Phật dạy. Ngay cả tu sĩ cũng hiểu một cách nó phiến diện, rồi đem những luận lý xã hội khoa học ra để mà giải thích Phật pháp, thành ra do vậy mà nó lệch đi. Còn chúng ta học, chúng ta đối chiếu, chúng ta thấy không? Rất là tuyệt vời. Thứ bảy là gì? Là do bởi người đại diện như Ni Pháp Thọ. Ni Pháp Thọ này là cô Ni như thế nào? Cô Ni này có thể là một cô hoa hậu, cô đẹp quá. Và lúc bây giờ cô đi xuất gia, theo luật ấy, thì Ni phải truyền giới cho Ni, tức là Ni truyền cho tỳ kheo Ni, là bán thế giới nó bằng nhau. Nhưng mà như thế thì chưa thành tựu, thành ra phải đến trước Tăng để mà trình diện nhị bộ, gọi là Tăng Ni nhị bộ. Là cái sự trình diện này không phải là cái gì mà bắt buộc khó khăn, nhưng mà giống như là một sự ra mắt rằng hôm nay ở trong Tăng, trong cái vùng này có sự hiện diện thêm là những cái vị tỳ kheo Ni này, hoặc là những vị tỳ kheo này. À, tỳ kheo thì không cần phải ra. Bây giờ sao? Bởi vì vị tỳ kheo này các cô ni phải tự biết, chứ không thể nào nói rằng là tăng qua ni rồi ni qua tăng, trình qua trình lại, kỳ quá.
Cho nên là phải trình một bên thôi, hiểu không hả? Chứ nó là công bằng thì trình qua chạy trình lại, bình đáng như là sai, hiểu không hả? À, như vậy thì ở đây này là cái vị này á, là tức là đã thọ cụ túc ni bên ni rồi nghe, chứ không phải nói rằng là cô này cứ một người đi đại diện thọ giùm, không phải. Nó không có được thọ đại diện giùm đâu, tại vì sao? Bởi vì cái tâm truyền không nổi với cái giới cụ túc, cho nên cụ túc là phải có một người đương sự, nhưng mà không cần trình tên, mà chỉ cần là cứ một đại diện đi trình được rồi. Bởi vì là các cái thanh niên họ giàu có, họ quyền lực, họ đắm đuối cô này và thấy cô này đi xuất gia, cho nên là họ mới bàn nhau quyết định là họ bắt cóc gì làm vợ, làm vợ. À, họ quyết định bắt cóc, họ lên kế hoạch đâu đó hết rồi. Và trong cái thời gian mà từ trú xứ ni mà đi tới chỗ trú xứ tăng để trình tăng ấy, thì họ sẽ bắt trên con đường đó. Và họ nghĩ rằng như vậy ấy, tại vì cô này chưa có trình diện xong, tức là chưa thành một vị ni, thì họ bắt không sao. Họ bàn nhau vừa gốc như vậy đó. Thì Phật mới biết cái trường hợp đó, có mật báo triều đình họ biết, báo với Phật, họ kính trọng Phật lắm, không thể nào mà tự tiện làm được. Thì Phật mới nói rằng trong trường hợp đó cô đó ở tại chỗ và cứ một người khác đại diện, là con đại diện cho cái vị ở lại đó, là trình với tên, là ở trong tên đã có mặt con, hiểu không hả? Đó, cái nghĩa nó là như vậy đó. Thành trong trường hợp này á, như vậy thì nó vẫn đắc đầy đủ là giới cụ túc, là giới lục nghi của vị giải thoát. Trường hợp thứ 8 là trường hợp nào? Đó là vị thứ 5 là người trì luật trường hợp biên cảnh. Chúng ta đặt câu này có hiểu gì không? Không hiểu hết phải không? Việc ở đây á, ở trong trường hợp mà cái vùng mà ở biên giới mà không có đủ tăng ni để truyền giới, thì lúc đó phải thính cho được là 5 vị. Cho nên gọi là vị thứ 5 là người trì luật, tức là 4 vị không có thông hiểu luật, chỉ cần 1 vị ở trong 5 vị đó thông hiểu luật, nhưng mà là phải 5 vị. Tại vì câu nói rằng là do vị thứ 5 là người trì luật, tức là 1, 2, 3, 4 có một vị thứ 5, hiểu không hả? Ở trong cái hội đồng truyền giới đó thì lúc đó truyền là mới đắc luật, mới đắc cái giới. Nhưng mà ở trong trường hợp là ở trung bộ, tức là trong trường hợp mà điều kiện cho phép, mà mình thấy làm biến, mình 5 vị được rồi, được hay không? Lại không được. Cái vấn đề này giải thích tại sao? Thầy cũng không biết tại sao. Không phải, 10 vị, ít nhất là 10 vị là tam sư thất chứng, là ở trong hoàn cảnh đầy đủ. Ví dụ như bây giờ diện Phật học của mình truyền giới là phải đầy đủ tam sư thất chứng, là 3 vị ngồi ở trên và 7 người làm chứng. Còn các cái vị kia là hỗ trợ, là tá hữu chấm đàn, là tứ vị dẫn thính, rồi nội đàn ngội hộ này kia là gì, là cái người trợ duyên. Nhưng mà tác thành chính là ba vị là tam sư và 7 vị làm chứng, gọi là thất chứng như bồi thẩm đoàn vậy đó. Thì một bên đó là tố tụng phải không, một bên là gì đó bào chữa phải không, ông giáo thọ như ông bào chữa, còn yết ma như ông tố tụng vậy đó. Có được không, được không, coi như là ông tố tụng đó. Rồi cái ông ở giữa là ông chánh án, và có 7 người làm chứng hỏi rằng là như vậy có thành không, thì 7 ông nói ông nhìn thấy như thế nào đó, mà ông nói ông không nói. Có một ông nó không thành, là cái giới đàn không thành. Vì sao không thành? Ông nó phải đưa ra, nó có luật đàng hoàng. Còn thường là họ tác chứng là thành, bởi vì trước khi đi vào đó là nó đã có sự kiểm nghiệm hết rồi. Nhưng có những trường hợp là vẫn lọt vào, có những trường hợp là ngoại đảo, người ta coi như tự động cảo tóc, người ta chạy dấu, rồi cái người ta cuốc ba cuốc, cái tự nhiên truyền cho họ ra làm thì khéo. Cho nên tại sao mà cư sĩ Phật tử truyền năm giới là không cần bốn sư giới thiệu, không cần ai hết, nhưng mà xuất gia là phải có bốn sư để xác nhận tư cách xuất gia của người đó cho em chi hết á. Không có dám tự tiện chạy tới mà mình truyền được, mà mình truyền tầm bậy như vậy thập sư bị đọa hết, hiểu không? Thành ra có những trường hợp nó thấy vậy, cho nên nó có những cái quy định cụ thể của nó, không thể nào mình làm vượt qua được. Thì ở trong trường hợp á, tại sao là trong trường hợp khó khăn 5 vị thôi. Sau năm 1975 ở Việt Nam thì gần như không có yểm trợ về vấn đề xuất gia và thọ giới. Tác chứng tư cách của một vị tu sĩ
Thành ra các ngài phương tiện tổ chức phương trưởng truyền giới. Phương trưởng truyền giới tức là thính một số vị cao tăng, họ ngồi lại với nhau và truyền giới theo cái nguyên tắc là vị thứ năm trì luật. Hiểu không ạ? À, thì vẫn tác chứng được cái tư cách, bởi vì lúc đó mời không được, tổ chức giới nào không được. Nhưng mà sau khi tự do rồi á, thoải mái rồi á, thì bắt đầu là phải tổ chức đàng hoàng. Mà ít nhất là phải 10 vị. Trong trường hợp trung bộ là ý chí cho là điều kiện cho phép á. Hay là ở trong cái chỗ mà đông người. Rồi, trường hợp thứ 10. Đó là tam ngữ đắc giới. Nối ba quy y như trường hợp là đắc cụ túc của nhóm hiền bộ tất cả 60 người. À, tức là gì? Là con quy Phật, con quy Pháp, là con quy Tăng. Ở trong trường hợp đó, với cái sức mạnh cần cầu giác ngộ mạnh mẽ của các vị gọi là nhóm hiền bộ á, cái nhóm này là một nhóm thương buôn đó, 60 người, họ xuất gia và cái tâm mạnh mẽ của họ, và chỉ cần họ tuyên bố là con quy Phật, quy Pháp, quy Tăng thôi là họ đắc được giới cụ túc. Nó có những trường hợp như vậy đó. Ở đây chúng ta thấy luận sư chúng ta liệt kê ra tới 10 trường hợp để chúng ta hiểu rõ. Rồi, như vậy thì ở đây kết luận một điều rằng là đắc luật nghi biệt giải thoát không nhất định phải là y chỉ biểu ngữ hay là biểu nghiệp, phải không hả? Nhưng mà ngày hôm nay là phải y chỉ thời mạt pháp. Còn trong cái thời chánh pháp nó coi như trường hợp rất kỳ diệu như vậy. À, được chưa? Tiếp tục nữa, chúng ta tìm hiểu mục thứ 3. Thời hạn của luật nghi. Thời hạn luật nghi là những vấn đề gì chúng ta cần phải tìm hiểu? Tức là ở trong khi mà thể thọ luật nghi biệt giải thoát ở đây thì phải nói rằng là thể thọ trong thời gian bao lâu? Đó, cái thời gian nó bao lâu? Chẳng hạn như là luật nghi biệt giải thoát là luật nghi mà mình đi thọ giới, nó biến thành luật nghi biệt giải thoát, được chưa? Tức là đời sống của mình, luật lệ phép tắc của mình tuân thủ theo những điều mình thọ này, nó biến thành là luật nghi biệt giải thoát, hiểu chưa? Đó. Và một người á, chẳng hạn như của bấy chúng thọ, thể thọ thì là suốt đời, là suốt đời. Tức là bấy chúng là tỳ kheo ni, rồi cận sự nam, cận sự nữ, thức samana ni và sa di sa di ni, bấy chúng như vậy á là thọ suốt đời. Còn ở trong trường hợp mà luật nghi cận trụ, tức là bác quan trai, chỉ có một ngày một đêm thôi. Chẳng hạn như mình thọ năm giới là mình nó có cái tác dụng năm giới tới gì? Tới suốt đời, trừ khi là mình tuyên bố mình xả bỏ. Còn không xả bỏ thì cứ như vậy nó tồn tại tới suốt đời. Được chưa? Nhưng mà tại sao á là thọ bác quan trai nó chỉ 24 giờ? Tại sao vậy? Như vậy thì nếu như mình hứa nhiều hơn, chẳng hạn như bây giờ mình có thời gian mình muốn tụ 7 ngày qua con trai, mà ngày nào mình cũng đưa thọ mệt quá. À, nhưng mà trường hợp này là không cho phép, không thành tựu. Cho nên bác quan trai phải thọ mỗi ngày. Nếu như mình có cái ý nghĩ con xin thọ 7 ngày, cho con được phép giữ 7 ngày làm chứng cho con không có đắc giới. À, cái vấn đề không không ở ta nói rằng á là gì, là truyền nối như vậy nhưng mà các vị phát nguyện làm 7 ngày thì sao? Còn không thì ta nói rằng á là một ngày một đêm và 7 ngày thì sao? À, không được. Là cái vấn đề nó ở chỗ đây chứ không phải là tùy tiện mình muốn nói sao nói. À, cho nên cái mà một đời và cái một ngày. À, tìm hiểu này, tại sao gọi là một ngày, là do lặp lại ngày đêm mà nối là phân nửa tháng, được chưa? Tức là một ngày một đêm là 24 giờ, rồi hôm sau là cái mặt trời nó quay một vòng nữa, là giống như là cái chu kỳ không khác. Cho nên một ngày một đêm được gọi là mặt trời mọc, tức là mặt trời mọc hôm sau. Như vậy thì nó là một ngày một đêm. Rồi nó lặp lại 15 ngày như vậy thì gọi là nửa tháng. À, pháp gì gọi là thời gian? Cái gì, cơ sở nào người ta gọi là thời gian?
Đó là danh mục để chỉ hành hữu vi. À, thấy chưa? Hành hữu vi tức là gì? Tức là cái mặt gì? Cái trái đất nó quay một vòng. Phải không? Tự thân nó quay một vòng. Hành hữu vi là nó vòng tròn trở lại. Nó vòng tròn trở lại. Vì vậy cho nên chỗ nào tiếp cận ánh sáng là ngày, không tiếp cận ánh sáng là đêm. Và nó quay một vòng như vậy. Cái chu kỳ của nó là định hình như vậy, không khác. Cho nên vì cái tính chất quay một vòng và tiếp cận ánh sáng và bóng tối như vậy, cho nên người ta quy định đó là một ngày một đêm. Không thể nào dựa trên chỗ khác được. Đó chưa hả? Cho nên dựa trên cái tính chất của các pháp hữu vi, sự vận hành của nó như vậy, và người ta giá danh đặt tên nó như vậy, và mọi người phải chấp nhận như vậy. Không thể nào tự nhiên mình nói không, trời tối là tụi nó ban ngày á. Ngôn ngữ là nó phải có cái sự khứ ước chung với nhau chứ phải không? Đấy rồi. Vì trong các châu lục, thời phần sáng gọi là ngày, thời phần tối gọi là đêm. Dạ danh thấy chưa? Chúng ta đứng ở ngoài tất cả mọi thứ để chúng ta nhìn một cách khách quan. Mặc dù có thể thọ, nhưng mà luật nghi phát sinh chỉ từ đó cho đến hết đời. Tức là gì? Cứ mặt trời lên, mặt trời lặn, mặt trời lên, mặt trời lặn. Và cái luật nghi này nó sẽ tồn tại cho bấy chúng á, là tới khi người đó chết. Rồi, tại sao người ta chết rồi qua kiếp sau nó chưa giải thoát? Tại sao cái luật nghi đó nó không tồn tại qua kiếp sau, mà chỉ khi chết là hết? Tức là một đời phải hết. Các ngài giải thích này là vì thân sở y của nó không đồng loại. Tức là chúng ta lấy cái thân ngày hôm nay, chẳng hạn như cô Giác Huệ thọ cụ túc ni ngày hôm nay, ngày hôm sau, chẳng hạn đời sau, cô thấy cái thân nữ mệt quá, biết đâu kiếp sau cô tái sanh lại làm cái thân nam. Không lý nào cô thọ 348 giới. Thấy chưa? Tại cái thân của cô là ở sau, nó khác với cái thân đời này. Cho nên giới nó phải dựa trên cái thân mạng đó. Khi thân mạng nó hủy rồi mà qua đời khác thì thân mạng nó thuộc về tính chất khác. Thành ra không thể nào cái giới đó nó tồn tại được nữa, luật nghi nó tồn tại được nữa. Hoặc là cô lên cõi trời thì á, lúc đó cõi trời nó ăn uống nó khác, no sắc và vô sắc nó khác với những cái thô trược mệt mỏi của thân người bốn đại. Cho nên cái tính chất của nó khác. Ở trên trời người ta có đi khất thực hay không? Mà nếu như có khất thực thì người ta có cần phải là mặc áo mưa không, trời mưa không? Tại cái thân mình sắc lại mưa ăn nhầm vì nó đâu. Còn mình thì trời mưa xuống là mình lạnh. Thân mạng mình nó khác phải không hả? Thành ra nói rằng là thân sở y của nó không đồng loại. Cho nên nó chỉ có một đời và nó mất. Qua đời sau cái loại nó khác rồi thì không được. Và vì không có hành, có gia hành bởi thân sở y trong đời ấy. Tức trong đời đó là không có cái gì mà gia hành cho nó. Không có cái yếu tố nào mà tác thành cho nó. Thành ra nó không sinh ra được nữa. Còn nếu như mà muốn nó kích hoạt trở lại thì người đó phải đi thọ giới lại. Cái thọ trong bối cảnh đó lại nó mới kích hoạt trở lại. Và cái công năng đức, phước đức của giới vô lậu này á, nó sẽ hình thành lên trở lại. Còn không thì nó, cái phước báo nó nằm trạng thái ngủ im, gọi là tiềm phục. À, tại do đời này mình tu á, nằm im đấy. Rồi, thành ra có những trường hợp á, một người thọ cụ túc ở đời trước, nhưng mà đời này á, họ chỉ cần dự, chẳng hạn như Bồ Tát giới á, chỉ cần á, cái phước báo tiềm phục nằm im đấy. Mà hôm nay người này chỉ cần thọ năm giới thôi là cái phước báo tiềm phục của Bồ Tát giới họ từ đời trước tự động nó kích hoạt lại. Tự động nó khởi lên lại. Nhưng mà phải có cái sự gia hành, sự tác động của một sự truyền giới nào đó. Những vấn đề này là bất khả thi nghi đó, chứ không phải là cái quy định tự nhiên của Phật đâu. Đây là một chân lý, là nguyên lý nó biến hành như vậy đó. Rồi, cuối cùng là gì? Là vì không có khả năng nhớ lại. Tại vì mình không nhớ rằng đời trước mình thọ chưa hay thọ rồi hay thọ cái gì. Bởi vậy cho nên là phải thọ lại. Ở đây ý nói rằng lý do như vậy cho nên khẳng định rằng là thọ giới là những cái giới mà vô cái giới mà của bảy chúng là một đời. Còn nhưng ở trong trường hợp một ngày một đêm là cái gì mà cản trở luật nghi cận trụ khiến nó không phát sinh ở trong năm này cho đến năm ngày hay là 10 ngày? Đó là lý do câu hỏi đặt ra.
Vì sao một người mà thọ bát quan trai, lý do nào mà nó không có tồn tại thêm 2-3 ngày? Lý do nào mà họ có cái ý muốn rằng là họ thọ, họ tu 7 ngày bát quan trai mà họ chỉ thọ một lần có được hay không? Nói là không được là vì sao nó bị mất đi? Tất nhiên nó có pháp ngăn cản. Pháp ngăn cản là gì? Là vì trong khớp kinh Đức Phật đã nói rằng luật nghi cận trụ duy trì chỉ một ngày một đêm. Như vậy thì cái pháp ngăn cản là gì? Các tổ không có biết. Các tổ chỉ nói rằng Đức Phật nói là nó tồn tại một ngày một đêm, là cứ nói theo vậy thôi chứ không làm sao giải thích nổi. Điều này cần được giải quyết thế nào? Có phải Đức Phật thấy rằng luật nghi cận trụ một ngày một đêm không phát sinh, cho nên thuyết rằng là cận trụ một ngày một đêm hay không? Có phải do Đức Phật thấy như vậy mà Phật nói như vậy hay không? Hay là vì thấy kinh tánh chúng sanh yếu kém cho nên chỉ thích hợp để mà thở thọ trong một ngày một đêm, còn nữa là không được? Hoặc là gì? Hoặc là y vào đâu mà lý luận như vậy? Vì rằng dù hơn một ngày một đêm mà luật nghi vẫn phát sinh, điều này không có gì mà trái với lý luận. Điều này á, có thích hợp hay không? Tại sao bởi vì ngày hôm sau người ta không thọ giới nhưng mà tám giới người ta vẫn tuân thủ đàng hoàng, người ta vẫn sống đàng hoàng, thì tại sao nói rằng người ta không đắc giới được? Ở đây tất cả các luận sư không có chấp nhận điều này, bởi vì đơn giản là không có kinh nào nói. Vậy thôi chứ không có gì hết. Tại vì không có kinh nào nói cho nên không có ai dám khẳng định, không có ai dám nhận thức gì nó, không ai dám qua viết gì nó. Nhưng mà chúng ta có thể suy diễn. Ở trong cuộc sống á, thưa quý vị, nếu như một loại giới luật đưa ra mà nó cho phép, nó viên mãn, thì mọi người đều có thể hành trì được. Nhưng có những trường hợp mà người ta chỉ thọ được một ngày thôi, còn sang ngày nữa là nó sẽ ảnh hưởng, nó ảnh hưởng tới sinh hoạt của họ, ảnh hưởng tới gia đình, ảnh hưởng tới những cái việc làm ăn, nó ảnh hưởng rất nhiều. Cái vấn đề nó như thế nào cũng chỉ là mình suy diễn phàm phu. Còn ở đây Đức Phật không có nói. Và hồi đó đang thiết rằng cũng chẳng ai hỏi. Hồi đó Ngài A Nan chắc tự không biết là sao nữa. Chứ Ngài A Nan hỏi câu giờ mình cũng đỡ khổ rồi phải không? Có những trường hợp như vậy đó. Rồi, nói đến thời hạn bất luật nghi thì sao? Bất luật nghi là cái gì? Hả? À, không phòng hộ. Không phòng hộ là sao? Là muốn làm gì làm. Không có ranh giới, không có ranh giới, người ta muốn làm thì làm. Đó là chung nghĩa cảm hứng. Muốn làm thì làm, tự do, tự tại, tự tiện. Đúng không hả? Bất luật nghi mà. Tức là họ không thuộc về phép tắc nào, không thuộc về khuôn khổ nào. Họ muốn làm thì họ làm tự do. Đây gọi là bất luật nghi. Họ muốn làm ác, họ làm ác. Họ muốn làm thì làm, là bất luật nghi. Còn luật nghi, tức là mà tuân thủ theo theo cái nguyên tắc của luật định. Còn đây bất luật nghi là đi ngược lại. Như vậy thì trường hợp đó, có người nào nói rằng là tôi phát nguyện một đời làm ác. Đó là thọ bất luật nghi. Phải không à? Đó là trường hợp bất luật nghi đó. Còn trường hợp như vậy có hay không? Cho nên chúng ta thấy khi hiểu một cái vấn đề ngược lại cho sâu sắc cũng là hiểu một vấn đề kia sâu sắc. Đây là cái cách mà các tổ mình đưa ra để cho mình hiểu đó. Như vậy thì bất luật nghi phát sinh do bởi ước thúc trọn đời, nên không chỉ có một ngày một đêm như cận trụ. Tức là bất luật nghi nó là một cái loại tập khí xấu, không cần gì phải thọ, không cần thở gì cả, lúc nào nó cũng phát khởi. Chẳng có ai mà nói rằng là vậy làm sao mà cho người ra cái người ăn trộm dối, mà tự nhiên thời gian sinh ra nó đi ăn trộm. Không ai vậy nó nói dối mà nó cứ nói. Đó là gì? Do tập khí xấu nó mang đi, nó mang lại từ nhiều đời, chứ không có nói rằng là nó phải thọ một cái được trọn đời con nói dối, không có chuyện đó. Vì sao? Bởi vì không như là thể thọ thiện, hiểu không? Không giống như vậy. Tất nhiên chưa từng có ai là thể thọ bất luật nghi như là thọ gì, thọ cận trụ. Chẳng hạn như là có nguyện là một ngày một đêm nói dối. Mình có như vậy á thì mình có mà cũng chưa chắc gì mình giữ được nha.
Chẳng hạn như nói là tôi nguyện một ngày một đêm nói dối, khi người ta hối mình nhiều khi mình nói thật á, đúng không? Chẳng hạn như mình nói ăn cơm chưa, mình ăn rồi nói trời rồi, như là mình nói thật rồi, phải không ạ? Thì nói dối mà là phải nói ngược lại, nó sai sự thật chứ. Cho nên những điều như vậy nó không có xảy ra. Rồi và cuộc sống mà ai sống như vậy thì có bao nhiêu người họ khinh ghét, phải không ạ? Thành ra do vậy cho nên cũng không ai muốn sống như vậy. Ở trong trường hợp mà nếu như một người mà không lập kỳ hạn là tôi nay thọ bất luật nghi cho đến trọn đời, tức là không có lập kỳ hạn, do đó như vậy há cũng không đắc luật nghi trọn đời hay sao? Đó. Xin là không đắc bất luật nghi trọn đời, tức là tôi không có hứa rằng á là trọn một đời này là tôi làm ác. Như vậy thì tôi không hứa, mà cho rằng á là không hứa mà nó vẫn thành. Như vậy thì người này không hứa tự nhiên nó cũng thành là bất luật nghi trọn đời hay sao? Câu hỏi này ý nói như vậy. Mặc dù người ấy không có lập thể nguyện như vậy, nhưng do ý hướng cực kỳ phá hoại, nên trong khi thực hiện hành vi ấy, nó đắc bất luật nghi. Tức là cái ý hướng phá hoại của một cái hành động buông lung gây ra sự khổ đau cho người khác, chứ không phải là do ý hướng phá hoại chỉ trong một thời gian nào đó. Không có chuyện rằng tôi chỉ nói rằng tôi làm ác trong vòng 3 ngày thôi, ngày thứ 4 tôi không ác nữa. Không có chuyện đó bao giờ. Nó cứ ác là nó ác, và thậm chí gặp cái duyên ác là nó ác cả đời thôi à. Thế nhưng do uy lực của thọ giới, dù ý hướng không chuyên nhất, luật nghi cận trụ vẫn gì? Vẫn phát sinh vì chí cầu phạm hộ. Tức là gì? Là cái ý hướng mà mặc dù không có chuyên nhất, không có nhất tâm để mà thọ đó, nhưng mà gì? Vì cái tâm mình muốn thọ, cái lòng mình khát khao muốn thọ, bởi vậy cho nên nó vẫn đạt đến cái chỗ là phòng hộ. Giả sử có người do chí cầu bất luật nghi nên thể thọ bất luật nghi trong một thời gian, chẳng hạn như vậy á, thì có một số người á là họ bất mãn á, là họ muốn rằng là làm cái việc ăn trộm một thời gian thôi, sau đó họ không làm nữa, có không? Chẳng hạn như hồi xưa nghe đâu là có tên tướng cướp Bạch Hải Đường. Không biết rằng trong truyền thuyết dân gian thế nào, chứ mà thầy nghe phong khanh thôi. Đó là anh có một người, anh là một võ sư, anh có một người vợ xinh đẹp và có một đứa con rất là ngoan ngoãn, nhưng mà cướp á, xâm nhập vào nhà của anh, hãm hiếp vợ anh và sau đó giết cả vợ cả con. Từ đó cho nên á là anh ôm cái mối khổ đau này, anh trở thành một người đi ăn cướp, mà chuyên là cướp những cái người mà độc ác để lấy tiền của chia cho người nghèo. Ngày xưa ở Bình Định cũng có một cái anh chàng là ăn trộm, vô trong chùa ăn trộm, lúc đó là 3:30 sáng, ăn trộm lấy đèn đồng mang ra thì bị một cái vị thầy trong tu viện phát hiện, bắt đầu là vị thầy chặn lại đánh nhau. Thì quý ngài biết rằng là vị thầy này có võ cho nên cũng cần gì phải can thiệp, cho nên đại chúng là cứ ai đánh thì cứ đánh, ai tụng kinh thì cứ tụng. Tới giờ tụng kinh, còn ông kia đã đánh, mà đánh tới hết giờ tụng kinh tới 5 giờ mà hai người chưa thua. Quánh quá trời quá đất mà không phân thắng bại. Thành ra lúc đó cái đại chúng mới ra tụng kinh xong ra thấy quẳng còn đánh á, thành ra mới ngăn lại hối. Thì lúc đó cái vị này mới vào trong chùa và xin sám hối quý thầy là do mẹ con đau nặng quá, con lấy nhà của người ta, con sợ người ta khổ, con nghĩ quý thầy từ bi không sao, thành ra con lấy đại con đi bán, con chữa bệnh cho mẹ con, con làm ăn con sẽ cúng lại. Nhưng mà ai ngờ đâu là con ăn trộm không quen, nó bị quý thầy phát hiện. Đó. Như vậy thì anh này là phát nguyện ăn trộm một lần, bất luật nghi một lần, phải không thầy? Trường hợp như vậy á là có đúng không? Như vậy người đó là có đắc được bất luật nghi không? Không có đắc đâu, tại vì cái đó là cái phá hoại nó không có đắc gì cả, nó chỉ thỏa cái tâm buông lung thôi, không chánh lý mà. Nhưng vì chưa từng thấy trường hợp như thế nên không có quy định. Đây là cũng là một cách nói của tổ sư. Thì chưa thấy ai rằng là tôi hứa rằng là tôi ăn trộm là một năm thôi. Bởi vì sao? Bởi vì tôi ăn trộm một năm là bằng tôi sống cả đời rồi. Cho nên là tôi hứa như vậy. Nhưng mà nếu như mà ăn trộm một năm thấy ăn nên làm ra, nhiều khi làm thêm chút.
nó cũng có như vậy, không có hứa được. Các kinh, các vị kinh bộ, các vị đi theo trường phái của kinh bộ á, nói rằng bất lục nghi như là vô biểu, không phải là vật thật, tức là nó là một cái loại tà kiến ở trong tâm, nó vô hình không thấy được. Nhưng mà chính vì cái ý đồ hành sự ác là bất lục nghi, cho nên nó tồn tại một chuỗi tương tục, nó tồn tại trong tâm một cái dạng là một chuỗi tương tục. À, tương tục nên là như là một cái dạng tập khí, nó là một cái dạng suy nghĩ đặc thù, là một loại tập khí. Mà do cái tính tương tục của nó như vậy, cho nên dù khi khởi tâm thiện, nó vẫn được gọi là bất lục nghi. Hiểu không hả? Chẳng hạn như bây giờ mình chỗ nhà người ta mình lấy trộm, và mình nghĩ rằng trời ơi, nếu như mình lấy trộm này, người ta mà biết, người ta đâu khổ biết chừng nào, thật là tội nghiệp, rồi mình đi. thì sao? Hả? Đường nào mình cũng lấy đi rồi, phải không hả? Nhưng mà mình vẫn nghĩ rằng cái người đó họ phát, họ thức dậy chắc họ rất là đau khổ, họ sẽ suy hợp thất, rất là tội ha. Mình đi. Như vậy thì một cái ý nghĩ thiện diễn ra trong đầu của người đó, nhưng mà bất lục nghi nó vẫn thành, bởi vì người ta vẫn tiếp tục ăn trộm. Hiểu không hả? Thành ra trường hợp này á, nó lạ như vậy đó. Cho nên vì sao vậy? Vì chuỗi tương tục chưa bị tháo gỡ, tức là vì cái chuỗi tương tục trong tư tưởng của họ chưa có ngừng lại, chưa tháo gỡ, cho nên nó vẫn đi vào trạng thái là bất lục nghi, bị đọa. Hiểu không hả? Hay như là Phật, cảm ơn các vị lắng nghe. Chúng ta dừng ở đây. Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường, lời dạy cuối đừng quên. Phật hiện thân ở đời.